lúc đó, vào sáng 22 tháng 10, công an làng mạc Hòa Đinh, huyện Hòa Giang tiếp thu được thông tin về việc Nguyễn Thành Phận, đối tượng bị công an huyện Hàm Thuận bắt truy nã đang lẫn trốn đang đi tham quan tại khu du lịch Bà Nà Linh. Ngay sau đó, công an làng mạc Hòa Đinh đã huy động lực lượng phối hợp với lực lượng an ninh khu du lịch Bà Nà Linh tiến hành rà soát chốt chặn tất cả các cổng ngõ và các khu trung tâm thương mại tham quan tại khu du lịch qua rà soát khoảng 5.000 người đang tham quan du lịch tại các điểm trên khu du lịch Bà Nà Lên, đến 11 giờ 20 cùng ngày, lực lượng công dụng phát hiện phần đang vui chơi, chụp ảnh sen phai tại khu vực quảng trường tại khu du lịch này. Qua làm việc, đối tượng khai nhận vào tháng 9 năm 2019 có hành vi gây rối trật tự công cộng, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương và đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận truy nã công an làng mạc hòa ninh đã cầm giữ nguyễn thành phận và bàn giao lại cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa giang để tiếp tục xử lý theo quy định